Chào mừng tất cả quý khách hàng đã quay trở lại kênh YouTube Nhà Đất Mạnh Hưng, chuyên trang bán nhà bán đất bán biệt thự đẹp tại huyện Hóc Môn, quận 12 và các quận huyện phía Tây của Sài Gòn. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến tham quan một căn biệt thự Pháp siêu đẹp nha quý anh chị. Với diện tích ngang 10 dài 14 đúc 4 tấm 1 trệt lên đến 3 lầu, công năng sử dụng 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 gara xe hơi, 4 phòng ngủ, 5 toilet, 1 phòng thờ và 1 sân thượng trước rất là rộng rãi thoáng mát. Căn biệt thự của chúng ta có hướng là Đông Nam và có giá bán là 7 tỷ 750 triệu đồng còn thương lượng chính chủ nha quý anh chị và các bạn. Cái nhà của chúng ta nằm trên một con đường bê tông 7m nha quý anh chị, hai xe hơi tránh nhau là vô tư. Và cách đường nhựa lớn ngoài kia khoảng 30m thôi. Nằm ở trục đường Nguyễn Thủ, sau lưng bến xe An Sương, thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn nha quý anh chị. Và từ con đường lớn ngoài kia chúng ta di chuyển ra khoảng 300m là tới bến xe An Sương và tới ngã tư An Sương, đi về sân bay khoảng mất khoảng tầm 10 phút thôi nha quý anh chị và các bạn. Đây là một căn biệt thự phố siêu đẹp nha quý anh chị. Và đây chúng ta cùng ngắm nhìn mặt tiền của căn nhà. Lan can được làm theo phong cách cổ điển là lục bình nha quý anh chị. Và phía trước thì chúng ta được bố trí một cánh cửa sắt đúc đồng nha, lên đến 200 triệu đồng. Và kính mời quý cô chú anh chị di chuyển vào bên trong để tham quan căn biệt thự phố siêu đẹp, siêu to này nha. Một căn nhà rất là đẹp, nằm ở trục đường Nguyễn Thủ, xã Ba Điểm, huyện Hóc Môn, sau lưng bến xe An Sương nha quý anh chị. Phía trước thì chúng ta được bố trí một khoảng sân để cây cảnh hoặc là để xe máy thì lên đến 4-5 chiếc nha quý anh chị. Và tiến vào phòng khách là một cánh cửa gỗ gõ đỏ này, rất xịn sò và bóng loáng, kết hợp kính cường lực nha quý anh chị. Và kính mời quý anh chị vào tham quan bên trong căn phòng khách của căn biệt thự với diện tích ngang 10 dài 14 và đúc 4 tấm, 4 phòng ngủ, 5 toilet và sân thượng trước sau rộng rãi thoáng mát, có gara xe hơi nha quý chị. Căn phòng khách rất là đẹp nha quý chị. Tiền gỗ căn nhà này theo anh chủ nhà cho biết lên đến 600-700 triệu đồng nha quý chị, gần 1 tỷ đồng. Và mang một phòng khách rất là đẹp nha, một căn phòng khách rất là tuyệt vời. Căn biệt thự của chúng ta có hướng là Đông Nam nha quý anh chị, và có hai mặt tiền nha quý anh chị. Ở sau chúng ta có một con hẻm nữa để gara xe hơi. Và đây căn phòng khách của chúng ta được ốp gỗ rất là đẹp nha, và kết hợp với đèn chiếu rồi màu vàng rất đẹp. Chúng ta được tặng bộ bàn để tivi này và trần thạch cao, đèn led chiếu rồi rất đẹp nha quý anh chị. Trần thạch cao mẫu mới năm 2021, một phong cách rất đẹp và mới lạ, độc đáo nha quý anh chị. Và đây chúng ta cùng di chuyển xuống phòng bếp nè. Hệ thống tủ bếp rất là khủng nha. Có tủ để tủ lạnh, có nơi để tủ lạnh nè. Hệ thống tủ bếp thì gồm tủ bếp trên và tủ bếp dưới, và phía bên tay phải thì tạo những kệ để chúng ta trưng rượu quý và để bình hoa, cây cảnh vào đây rất đẹp nè. Và phía sau thì chúng ta được bố trí một toilet nha quý anh chị, gồm có bồn rửa, gương soi rộng rãi và vòi sen và bồn cầu nghiêng khói nha quý anh chị. Toilet ra thiết bị vệ sinh rất là cao cấp. Và kính mời quý anh chị và các bạn ra tham quan phía sau này. Phía sau thì chúng ta được bố trí một cánh cửa cuốn và gara xe hơi nha. Gara xe hơi thì được bố trí ở phía sau, phía mặt hẻm phía sau. Và trong này thì được tạo những tranh đá và tiểu cảnh rất là đẹp, tạo điểm nhấn và sự xanh mát cho căn nhà của mình khi chúng ta ngồi uống nước hoặc là tiếp khách ở phòng khách, nhìn ra một quang cảnh rất là xanh mát và đẹp nha quý anh chị.
Và đây quý anh chị, mời quý anh chị cùng tham quan con hẻm phía sau nhà mình để mà đường vào xe hơi. Gara xe hơi này thì chiều ngang khoảng 36 nha, và chiều dài 10 mét thì rất là dài nha. Chúng ta cũng có thể để được hai chiếc xe 4 chỗ đó. Và phía mặt tiền phía sau nhà thì được anh chủ nhà dùng để mở cửa sổ ra tạo thông thoáng cho các tầng trên của căn nhà mình, không trang trí gì. Đây, chúng ta có một con hẻm lên đến 6 mét nha quý anh chị. Và được bố trí cửa cuốn phía sau để chúng ta chạy xe vào đây. Một căn nhà, một căn biệt thự phố rất là đẹp, diện tích khủng, ngang 10 dài 14 và được thiết kế rất là hợp lý nha quý anh chị. Và kính mời quý cô chú anh chị theo chân nhà đất Mạnh Hưng lên tham quan các tầng trên của căn nhà. Cầu thang thì tay vịn gỗ căm xe tròn và lan can họa tiết là đúc đồng nha quý anh chị. Và đây chúng ta được bố trí một toilet ở ngoài đây. Một toilet thiết bị vệ sinh rất là cao cấp nha. Với tấm hoa sen tự động, bồn cầu nguyên khối lavabo và đầy đủ thiết bị vệ sinh cao cấp, gương soi. Và mời quý anh chị tham quan căn phòng ngủ số 1 của nhà mình này. Một căn phòng ngủ master rộng rãi, được anh chủ nhà trang bị giường 1m8 nha, hệ thống tủ quần áo và hai tủ con đầu giường và bàn trang điểm, gương soi và đèn led chiếu rọi màu vàng rất là ấm áp nha quý anh chị. Và phía trước thì chúng ta được tặng option là kệ để tivi, hệ thống tủ và giá sách nha quý anh chị. Cửa phòng ngủ là cửa nhôm sinh pha nha quý anh chị, rất hiện đại. Và nhà của chúng ta được ốp sinh rèm sửa, rèm cửa hai lớp chống chối chống nắng nha quý anh chị. Cửa phòng ngủ cũng rất là đẹp, có những họa tiết. Và đây là căn phòng ngủ số 2 của nhà mình, một căn biệt thự rất đẹp, diện tích rất khủng, chiều ngang lên đến 10 và hai căn phòng ngủ đều rất đẹp nha quý anh chị. Căn phòng ngủ này thì cũng được tặng giường 1m8, hệ thống tủ quần áo, tranh đầu giường và cũng có bàn trang điểm, gương soi và kệ tivi, kệ sách. La phong được đóng theo phong cách là hiện đại nha quý anh chị, bàn phẳng và lắp đèn led tiết kiệm điện. Và chúng ta được bố trí một toilet riêng trong phòng này nè, thiết bị vệ sinh rất là cao cấp. Chúng ta đầu giường chúng ta được treo một bức tranh nha. Đây là một trong những căn biệt thự phố rất đẹp nha quý anh chị. Giá của căn biệt thự là 7 tỷ 750 triệu đồng, còn thương lượng chính chủ nha quý anh chị. Quý cô chú quý anh chị có tầm tiền hơn 7 tỷ, đây là một trong những sự lựa chọn rất là tuyệt vời nha. Hãy alo ngay cho nhà đất Mạnh Hưng theo hai đầu số mobile 0936030616 và Viettel 0967802816 để được đội ngũ bên em tư vấn và dắt đi xem căn nhà để lựa chọn căn nhà ưng ý nhất cho mình nha. Và quý cô chú anh chị xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ nhà đất Mạnh Hưng ngày một phát triển mạnh mẽ hơn nữa nha. Xin chân thành cảm ơn. Và quay trở lại căn biệt thự phố này thì đây là căn phòng ngủ số 3 của nhà mình này. Căn phòng ngủ này thì cũng rất là rộng rãi và được dán 3 bức tranh. Và hai căn phòng ngủ phía trên này thì không có giường tủ nha quý anh chị. Đây là toilet được bố trí phía bên ngoài, được ốp đá lên cao sát trần luôn nha, rất sạch sẽ. Đây, thiết bị vệ sinh đầy đủ nha, gồm vòi tắm sen thuyền tự động và lavabo, thiết bị vệ sinh đầy đủ. Và đây là căn phòng ngủ rất rộng rãi nha quý anh chị. Đây là một trong những căn biệt thự rất là tuyệt vời nha quý anh chị, ở xã Ba Điểm, huyện Hóc Môn,
Quý cô chú, quý anh chị hãy nhanh tay alo ngay cho nhà đất Mạnh Hưng để tham quan căn biệt thự siêu to siêu đẹp này với diện tích ngang 10, dài 14 và đúc 4 tấm lắm. Và đây là toilet căn phòng ngủ số 4 của nhà mình, được treo bức tranh dán giấy dán tường tạo điểm nhấn và có rèm cửa sẵn nhau quý anh chị. Đây là một trong những căn nhà rất đẹp và tầm giá thì hơn 7 tỷ một xíu thôi. Quý cô chú, quý anh chị hãy nhanh tay alo cho nhà đất Mạnh Hưng để sở hữu căn nhà phố tuyệt đẹp này. Và mời quý anh chị lên tham quan tầng 3 của căn nhà. Tầng này thì chúng ta được bố trí một phòng thờ rất là rộng và dài nha. Được thiết kế là hai cửa, một cửa phụ và một cửa chính bước ra ban công. Đã có rèm cửa sẵn luôn và cửa bước ra là cửa nhôm sinh pha nha quý anh chị. Một ban công rất là rộng rãi này, siêu to, giống như một những khách sạn ở những khu du lịch nha quý anh chị. Chiều hoặc sáng sớm chúng ta lên đây tập thể dục, uống cà phê, ngắm cảnh, uống trà rất là tuyệt vời, hoặc là cho trẻ lên đây chạy nhảy tập thể dục. Rất rộng rãi và thoáng mát, không khí trong lành nha quý anh chị. Một căn biệt thự siêu to, siêu đẹp và quang cảnh trước nhà của mình đây rất là xanh mát và rộng rãi, thoáng đãng nha quý anh chị. Đây chúng ta cùng quan sát quang cảnh một khu dân cư. Đây phía xa xa là căn biệt thự 40 tỷ nổi tiếng nha quý anh chị. Và video của nhà đất Mạnh Hưng đến đây là sắp kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú, quý anh chị những video tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like và chia sẻ video. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú, quý anh chị những video sau.